Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại chơi game Plants vs Zombie. Hôm nay mình sẽ chơi với cái phiên bản ít mắt trước các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chơi con Gatling Pea này. Nó sẽ vs với con boss của nó các bạn nhé. Bây giờ mình bắt đầu vào chơi. Hôm nay mình sẽ chơi ở cái cửa ban đêm các bạn ạ. Mình sẽ chơi ở cửa ban đêm. Bây giờ mình sẽ dọn lên trước các bạn. Đây là phiên bản khác. Đây là phiên bản PVZ1. Mình sẽ trồng mỗi chậu đây. Bây giờ trồng chậu nữa và mình sẽ trồng quạt cho tập quốc. Thank you.
Và tiếp theo mình sẽ chơi ở cái phần này các bạn nhé. Đánh đi nước này. Là tạt này. Là ở cái phần này đấy, ở cái phần này là mình phải cứ hết màn là mình phải bấm thì nó đi tiếp các bạn ạ. Nó không tự chuyển màn. Đấy, bấm phải bấm chuyển tắt này. Còn đâu đây? Got it.
video của mình cũng ở đây. Các bạn thứ hai nhớ like và ủng hộ mình nhé. Nhấn vào nút chuông bên phải để đăng ký giúp mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.